Tháp Bà Nha Trang, hay còn gọi là Tháp Bà Thiên Y Anna, nơi tôn thờ nữ thần mẹ xứ sở Poinunuga của dân tộc Chăm, đứng sừng sững trên ngọn đồi cao sát biển thuộc dãy núi Cù Lao. Phía nam giáp cửa sông Cái, phía tây và bắc giáp núi và đồng bằng. Sau lưng là sông Rộng, bên trái là núi đồi, trước mặt là biển cả mênh mông. Đây là một di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng của xứ Trầm Hương và là cơ sở tín ngưỡng của cả người Việt lẫn người Chăm. Ngôi đền này là khu đền thờ của Vương quốc Champa, được tạo dựng và duy trì suốt một thời gian dài, ít nhất là từ thế kỷ thứ 7 đến nay. Mặt khác, đây là khu đền thờ Champa duy nhất được người Việt tiếp tục bảo tồn và phát triển, làm cơ sở tín ngưỡng cho chính cộng đồng của mình. Vốn là di tích thờ tự vị nữ thần hộ quốc quan trọng của Vương quốc Champa xưa, nên trải qua lịch sử, các triều đại Champa đều chú tâm tôn tạo và để lại những bia ký ghi lại các sự kiện lịch sử của di tích cũng như thần tích bà mẹ xứ sở này. Còn thần tích bà mẹ xứ sở mà người Việt tôn xưng là Thiên Y Anna được Hiệp biện Đại học sĩ Lãnh Lễ Bộ Thượng Thư Phan Thanh Giản biên soạn, khắc vào bia đá dựng trước tháp chính vào năm Tự Đức thứ 9, tức năm 1856. Nội dung văn bia kể về nguồn gốc vị nữ thần là một câu chuyện thần kỳ, vốn đã được cộng đồng cư dân Việt thời bấy giờ xác tín là thần tích tối thiên. Thuở xưa, có hai ông bà lão tiều phu ở trong căn nhà bên núi, trồng dưa trên núi Đại Điền. Khi dưa chín, có người đến hái trộm. Ông để ý rình xem, thì thấy một thiếu nữ lên 10 cầm dưa chơi dưới trăng. Hỏi ra, biết cô gái ấy mồ côi nên ông bà đem về nuôi nấng, yêu quý như con đẻ. Núi Hoa Sơn, núi Dưa, nay gọi là núi Chúa, thôn Đại Điền Trung, xã Diên Điền, huyện Diên Khánh, có am Chúa, là di tích nơi bà giáng thế. Đường lên am Chúa phải leo qua 144 bậc cấp, qua Tam Quan Môn lên bậc Nhị Môn. Bên góc trái là mộ của ông bà tiều phu, trước mộ là án thờ với hai câu đối ghi rõ tông tích cũ: tiều phu ông khai sơn qua điền tích, đại an địa lưỡng tháp thế gian truyền. Đứng ở cổng Tam Quan, phóng tầm nhìn về phía trước mặt am bà là cánh đồng lúa Đại Điền phẳng phiu, xanh ngát một màu, vốn là rẫy dưa ngày xưa của ông bà tiều phu đã bỏ công khai phá. Chính vì vậy mà đời sau dựng bia để ghi lại sự tích bà giáng trần ở núi Chúa và hiển thánh ở Cù Lao. Đối với bà có cái tên là Thiên Y Anna mà dân ở đây thường gọi là mẫu mẹ. Cái niềm tin rất lớn là vì từ khi mà dân ở đây và biết đến mẫu mẹ Thiên Y Anna này, phải nói là tất cả đều hướng về mẹ. Là vì mẹ trước kia đã dạy cho con dân, phải nói là biết trồng những cây hoa màu ngũ cốc để có lương thực sinh sống qua ngày và dạy cách làm ăn cũng như lễ nghĩa. Thực ra, ngôi đền thờ đầu tiên của bà Thiên Y Anna được xây dựng giữa cánh đồng. Song về sau, làng Đại An đông đúc nên dân chúng rước bà lên núi Hoa Sơn lập am mới quy củ hơn để thờ tự. Ngoài am Chúa, các địa phương còn xây dựng nơi thờ tự bà, đặc biệt là các địa điểm thiêng liên quan đến hành trạng của bà. Có điều lạ, Thái tử Bắc Hải
mặc dù để quân lính làm điều bất xứng, thường xua quân đi cướp phá các nơi, gây ra bao cảnh chết chóc đau thương, song thái tử cũng được hậu thế lập đền thờ ở xã Diên Hòa, nhận được sắc phong khá muộn là vào năm Khải Định thứ 2, 1917, và Khải Định thứ 7, năm 1927. Khác với đền thờ thái tử, đền Quá Quang lập rất sớm, từ năm 1735, thời Hậu Lê, thờ bà Thiên Y Anna dưới chân Hòn Lố, thôn Xuân Phong, nay thuộc thành phố Nha Trang. Tục truyền, mỗi lần bà từ núi Chúa xuống tháp ở Cù Lao, hoặc ngược lại, đều ghé qua nơi này. Theo lời truyền khẩu, lúc bà đi về thì hào quang tỏa sắc xanh, dài như tấm lụa bay giữa trời. Đến đền Quá Quang thì bà dừng lại trong giây lát rồi bay đi tiếp. Do đó, đền có tên là đền Quá Quang. Tục truyền, thời xưa, mỗi năm vào dịp tế xuân, tế thu, các quan tỉnh đều phải đích thân đến dâng lễ vật cúng tế. Ở Khánh Hòa, việc thờ tự bà Thiên Y Anna rất phổ biến, hoặc ở đình chùa, hoặc ở các lăng thờ cá ông. Riêng ở Nha Trang có ba làng, Cù Lao, Sương Huân, Cửa Bé. Cúng đình hàng năm đều có rước sắc bà. Mối quan hệ giữa tháp bà Nha Trang, nơi bà hiển thánh, và các nơi thờ tự trong vùng phản ánh tầm ảnh hưởng của tín ngưỡng thờ Thiên Y Anna từ ngôi tháp Chăm đến các cộng đồng dân tộc Việt. Hiện nay, khu di tích tháp bà còn lại 5 công trình kiến trúc nằm trên ngọn đồi Cù Lao có 2 bậc. Bậc dưới cao khoảng 10 mét là một mandapa, gọi là công đình, nơi chuẩn bị hành lễ. Công đình được xây trên một nền gạch hình chữ nhật, xây cao 1 mét, chiều dài 20 mét, chiều rộng 15 mét, có 4 hàng cột hình bát giác song song, chạy dài theo hướng đông tây. Hai hàng cột lớn ở phía trong, hai hàng cột nhỏ. Giờ đây, dịp cúng lễ hàng tháng vào ngày Sóc Vọng hay lễ vía bà vào tháng 3 âm lịch, nơi đây là nơi diễn ra các hình thức diễn xướng nghi lễ quan trọng, đặc biệt là hình thức múa bóng rổi do các nghệ nhân múa của các địa phương, nhất là nghệ nhân của xóm bóng Nha Trang đảm nhận. Họ diễn điệu múa nghi lễ có từ hàng mấy trăm năm để dâng bông, dâng tháp, lễ vật lên cho vị nữ thần tôn kính thờ ngự ở tháp chính của cụm tháp này. Tháp bà là quần thể kiến trúc của người Chăm xây dựng, chịu ảnh hưởng kiểu tháp Sikhara, tiêu biểu của Bà La Môn giáo. Là một trong những công trình có quy mô lớn nhất của nghệ thuật Champa, thuộc giai đoạn chuyển tiếp giữa phong cách Mỹ Sơn thế kỷ thứ 10 và phong cách Bình Định từ thế kỷ 12 đến thế kỷ 13. Bên trong tháp, ở chính giữa là tượng bà Poinunuga bằng đá, ngự trên bệ hình đài sen hai lớp cánh. Hiện nay, tượng nữ thần Ponaga được mặc xiêm y, áo mão và trở thành bà Thiên Y Thánh Mẫu của người Việt. Phía sau lưng bà là tấm tựa lưng hình lá đề chạm khắc tinh vi cả hai mặt, cao hơn đầu tượng. Phía dưới tạc hình đầu Kala và hai đầu thủy quái Makara. Đây là đồ án biểu tượng cho điều cát tường. Hai góc điện thờ, phía bên trái bà là bàn thờ Thái Tử Trí, nhìn về hướng nam. Bên phải bà là bàn thờ Công Chúa Quý, nhìn về hướng bắc. Đây là sự tiếp biến văn hóa của người Việt, chuyển từ đối tượng thờ tự tín ngưỡng thờ quốc mẫu Poinunuga, người Chăm, sang tín ngưỡng thờ phúc thần của các cộng đồng cư dân Việt. Ở tại tháp bà, hiện nay, cái giao tiếp văn hóa giữa người Việt và người Chăm là thể hiện một cách
rất là rõ nét và một cái nét riêng biệt ở cái khu di tích này. Đây là trung tâm tín ngưỡng, tâm linh của cả người Việt và người Chăm. Người Chăm thờ nữ thần, bà mẹ xứ sở. Người Việt thì cũng coi đây là cái đối tượng thờ của mình, là cũng là bà mẹ xứ sở, phiên nghĩa ra là bà Thiên Y Anna Thánh Mẫu. Cái đặc điểm của cái tín ngưỡng giáo thoa này là trên cùng một di tích, cùng một đối tượng thờ, nhưng cả dân tộc Chăm và dân tộc Việt đều thực hành các nghi thức tín ngưỡng truyền thống của mình. Tháp Nam đứng giữa tháp chính và tháp Đông Nam. Tháp cao 18 mét, gồm 2 tầng. Mái của tháp Nam được tạo dáng khum khum dần lên đỉnh nhọn. Trên đỉnh gắn một khối đá trụ hình linga. Đặc biệt ở tháp Nam là hai khối đá lăng trụ hai bên cửa, đều khắc chạm hình cánh sen nhọn đối xứng. Nhưng một trụ có bia ký, còn trụ kia thì không, và làm bằng hai loại đá khác nhau. Nơi đây, người Việt phối tự Thái tử Bắc Hải, chồng bà Thiên Y Anna. Tượng thờ trong tháp này là bộ Linga Yoni, bộ sinh thực khí của nam và âm vật khí của nữ bằng đá. Linga được trang trí quanh chân một vòng hình cánh sen cách điệu. Ngôi tháp nhỏ nhất của khu di tích này là tháp ở phương Đông Nam. Tháp xây đơn giản, cao 5,7 mét, thân hình chữ nhật, gồm 3 mặt tường xung quanh và tiền sảnh quay về hướng đông. Xung quanh tháp và mái không có trang trí cột ốp, cửa giả và các con vật thiên bằng đá theo hướng Đông Nam. Tháp là nơi người Việt thờ ông bà Tiều Phu, cha mẹ nuôi bà Thiên Y Anna. Tháp Tây Bắc, nơi thờ hai người con của bà nằm sau lưng tháp chính, có quy mô nhỏ hơn tháp Nam và cao 9,1 mét. Đây là công trình tương đối còn nguyên vẹn so với ba tháp thuộc khu di tích này. Tháp có hai tầng, thân và mái. Thân hình vuông, có cạnh 3,8 mét. Mặt hướng đông kéo dài ra làm tiền sảnh, nhưng không dài như các tháp khác. Tầng mái hình thuyền chạy theo chiều Nam Bắc, nóc dài 3,73 mét và nhỏ dần về phía dưới. Tượng thờ trong lòng tháp là bộ Linga Yoni bằng đá. Tháp này là nơi người Việt thờ công chúa Quý và hoàng tử Trí, con của bà Thiên Y Anna. Góp phần tạo nên giá trị nghệ thuật, kiến trúc của tháp bà là các phù điêu trang trí và tiếp đó là các tượng thờ. Bức phù điêu chạm nổi trên đá gắn ở mặt tiền tháp chính là một trong những kiệt tác điêu khắc Chăm còn lại đến ngày nay. Bức lá nhĩ này thể hiện việc thần Durga chiến thắng con quỷ đầu trâu Mahisa, kẻ đã đuổi chư thần ra khỏi thiên giới. Thần đứng một chân trên con quỷ trâu và co bốn tay như múa, mỗi tay nắm một thứ vũ khí khác nhau. Hai bên là hai nhạc công vừa múa vừa thổi sáo và đánh chập choả. Ở đây, các dạng hoa văn trên nóc tháp là một tập thành nghệ thuật đa dạng. Mặt khác, các tượng người khoanh tay, các tượng vũ nữ Apsara đang múa hát hết sức sống động, đến mức khiến người xem cảm thấy tưởng như các tiên nữ nhỏ bé cùng nhau bay lượn trên các tầng của đỉnh tháp. Ngoài các tượng thần, còn có vô số các tượng hình linh vật bằng đá như chim thần, bò thần, là những vật cởi của bộ ba thần linh tối cao Bà La Môn giáo. Các nhà nghiên cứu đã nhận xét rằng người Chăm đẽo đá như đẽo gỗ, chạm khắc gạch đất nung như chạm gỗ. Thành tựu này đã làm cho tháp bà Nha Trang không chỉ là một di tích tín ngưỡng, mà còn là một di tích mỹ thuật.
So với các di tích Chăm, thì sau Mỹ Sơn, tháp Bà Nha Trang là nơi lưu giữ nhiều nhất các bia ký chữ Chăm cổ, và kế đó là các bia ký viết bằng chữ Sanskrit. Cả hai loại bia ký chữ Chăm cổ và Sanskrit được khắc trên đá lẫn tường gạch của những ngôi tháp và cả trên những pho tượng đá. Đây là một tập thành văn tự quan trọng. Qua các bia ký, chúng ta có được những dữ liệu đích xác về lịch sử khu tháp Bà này, cũng như lịch sử các triều đại Chăm và những biến cố xảy ra ở vương quốc này từ thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ thứ 13. Việc tôn thờ nữ thần Bhagavati đã chỉ ra việc khởi phát của tín ngưỡng thờ thần mẹ của người Chăm, để sau đó tích hợp với tín lý thờ tổ mẫu, thờ quốc mẫu của mình để tạo nên bà mẹ xứ sở Poinunuga mà người Chăm tôn lên thành thần bảo hộ cho vương quốc, được coi là tổ mẫu của dân tộc mình. Vì những hệ lụy của lịch sử hồi thế kỷ thứ 17, cộng đồng người Chăm dời về xứ Panduranga, tức vùng đất Phan Rang, và nữ thần Poinunuga cũng được dời về Hữu Đức, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Thế nhưng, cuối thế kỷ thứ 17, hàng năm người Chăm vẫn đến cúng lễ tại tháp Bà Nha Trang, và đến cuối thế kỷ thứ 18, vua Chăm ở Panduranga mới chuyển hẳn việc cúng lễ về Hữu Đức. Nói chung, nữ thần Poinunuga một mặt phát triển trên tín lý của một nữ thần, biểu tượng tính nữ, âm, chất vũ trụ, có nguồn gốc nảy sinh từ mây trời và bọt biển, có nhiều chồng, sinh nhiều con. Đó là biểu trưng cho thuộc tính vũ trụ, biểu thị sức mạnh của nhiên giới, khác với thiên Iana, đã được khuôn vào con người thế tục và các mối ràng buộc về cha mẹ, chồng, con của nhân giới. Về mặt lịch sử, nữ thần mẹ xứ sở Poinunuga của cõi Đại Địa Nam Quốc đã từng phò trợ cho vua Lý Thánh Tông vào năm 1069, và sau đó được vua rước về lập đền thờ ở kinh đô Thăng Long và phong làm thần. Đến thời Trần, bà được tôn phong là Ứng Thiên Hóa Dục Nguyên Trung Hậu Thổ Địa Kỳ Nguyên Quân. Thế kỷ thứ 19, bà được nhà Nguyễn chính thức sắc phong mỹ hiệu Thiên Y Anna Diễn Ngọc Phi Hồng Nhân Phổ Tế Linh Ứng Trang Huy Thượng Đẳng Thần cho nhiều đền miếu thờ tự bà khắp cả Nam Trung. Tuy vị nữ thần Chăm này đã chính thức thuộc vào danh mục thần linh chính thống của vương triều nhà Nguyễn, nhưng hệ thống nghi thức lễ hội tháp bà không hoàn toàn theo nghi thức tế lễ chính thống của nhà nước phong kiến Việt Nam, mà vẫn bảo lưu những trình thức diễn xướng nghi lễ chịu ảnh hưởng từ người Chăm. Lễ mộc dục, tức lễ tắm tượng, được các nhà nghiên cứu dân tộc cho rằng đó là hình thức biểu thị tín ngưỡng cầu mưa của lễ thức nông nghiệp. Nước là biểu trưng vốn hàm chứa chức năng thanh tẩy, phục hồi năng lực và tái sinh. Ở đây, nghi lễ tắm tượng bà tuồng như hàm chứa cả ba chức năng thiêng liêng đó của nước đối với pho tượng thánh mẫu tôn kính này. Trong toàn bộ di tích kiến trúc Champa cổ trải dài khắp các tỉnh miền Trung, tháp Bà Nha Trang là một trường hợp đặc biệt độc đáo. Bởi trải qua biết bao biến động lớn lao của lịch sử, ngôi tháp vẫn tồn tại liên tục như một sinh thể văn hóa và được chuyển giao từ một tổng thể văn hóa này sang một tổng thể văn hóa khác. Cũng nhờ đó, quần thể kiến trúc nghệ thuật này được bảo tồn, tuy không nguyên vẹn và dường như bao gồm tất cả các loại hình kiến trúc đền tháp của Champa. Đây là một trường hợp duy nhất không xuất hiện ở các khu di tích cổ Champa khác. Mặt khác, ở chính nơi đây đã thực hiện thành công tiến trình tích hợp hai truyền thống văn hóa. Một ví dụ điển hình của mối quan hệ giao lưu văn hóa của người Việt và người Chăm.